Dạ Tân xin chào cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh Tân nha. Hôm nay là đi chợ ngày thứ năm 29 tháng 9 của chú anh chị. Tiếp tục như mọi ngày Tân đi chợ đầu mối để cập nhật giá cả sáng nay như thế nào nha. Có tôm sú lớn đến nhiều còn 25 không Út? 2 kg 25 nữa. Tôm lớn này tính giá nhiều. Ngày đó tính 28 nè. Hôm nay này rẻ hả? Rẻ tính rẻ nào lên tính lên. Lấy 2 kg 25 nữa nhiều không? Điện dặn chứ sợ không có tôm lớn. Tôm sú nữa hình xui nữa cũng có chỗ gì. Sợ không có tôm lớn mất công dặn trước ở nhà điện thoại dặn trước. 22 con nè. Con ba da này không gà chưa ai mua ăn thử. Nó ăn giòn lắm. Này 140 này giòn thật kỳ luôn. Mà nó không ngọt thịt bằng con thịt tuột thôi. Bắt cá trình nè. Cá trình mấy con? Bắt 3 con đi. Mà 2 con căng chung với con căng gì? 3 con là 1-2 mã đúng không? Ừ đúng rồi. Bắt con to đi với 2 con trình tầm 1,5 kg được rồi. Con trình to tầm 2 kg với 2 con kia tầm 1,5 kg được rồi. Với 2,1 rồi thôi. Bữa nay không có bự hả? Hên xui à? Ừ được con bự lá căng riêng một mã được rồi. Còn 2 con nhỏ kia nha. 260.000. Bán cho con 33 luôn. Bán cho con cá mú 2 kg bắt 2 con. Con 33 cỡ ký 2, ký 3, ký 4,5 vậy. Ừ, ký 2, ký 4. Tại làm mà. Một con à. Cái 33 ký 2, ký 5 làm rồi 270. Ờ đúng rồi anh, còn 2 con kia bỏ chung nữa. Để anh coi cá độc cá lưỡi luôn. Giàu ơi con lao này giá nhiêu ạ? 21 anh. Hôm nay sao giá cao ạ? Ừ có bự mà anh mua cá nhỏ có không? Nhỏ giá bình thường hả? Nhỏ dưới 3 kg. Bữa nay bự quay lớn rồi, hôm nay giao cái nào ạ? 3 kg đi. 3 kg nhỏ nhất là 3 kg á, nhỏ nhất luôn rồi đó. Giá nhiêu? Gần 200. Giá cũ đúng không? Để anh coi mấy con. Bán 2 kg tô kẽm nữa Giang. Rồi tôm biển về quá trời luôn. 2 kg tô kẽm. Bữa nay có 4-5 kg nè, 5 kg. Bữa nay không có ai xài cá bự, bữa nay có cá bự rồi ta. Bữa nay có là mai có nữa phải không? Bán con cá hồi để mở hàng cho. Cá hồi mới gà 26.000. Hồi cũng vậy rẻ. Rẻ muốn bằng cái hồi tươi đó, hồi đông lâu rồi. Lao không gài không có hầm cá lớn, bữa nay có hầm cá lớn về 4 kg mấy luôn. Cá đẹp luôn, để coi mấy con bông lao. Có con nào cỡ 2 con cỡ 1,5 kg 1,6 kg không? Hả? Mở lên. 260.000 của chú anh chị. Lần đắt nha. Bắt 2 bọc 2 nè. 2 bọc 2 kg nè, với là 2 con bự vớt đây. Lương này nó vàng, mập ú ù. Mạnh dữ hả? Bắt không dính luôn á. Ôi màu nó vàng nghệ luôn á.
bắt lươn lớn đi. Hai bọc hai với lại hai con lớn nhất ha, bắt đi làm luôn, nhẹ nhàng á. Này bốn lạng mỗi vàng ghê, bắt đi quăng đi làm đi nha, đi mua đồ à. Cá nàng hai nay lên giá dữ lắm rồi, nay 120 ngàn rồi cô chú anh chị, 120 mấy ngàn chứ, 127 ngàn á, gì hôm qua nói giá lên kinh khủng. Đi lòn qua đây có đường đâu đi, giá cái mặt mặt mở không gian chứ. Cá cơm, cá cơm chưa, hôm nay không có nha, có lâu lâu quán ăn. Cá cơm cắt có nhiêu anh hai? 120 hả? Làm em 4 ký, chừa em 4 ký nha, 4 ký. Không, ừ này lấy cái đó, lấy cái đó không à, 4 ký. Bột màu mà có người màu mà giấu không ai biết được đâu bao. Ký 2 đi. Cái lạc mình quá trời, mình kiếm cái lạc mà ngon ngon khứa hả trời. Cá hôm qua mất có 2 khứa cũng bị mắng vốn. Để lát cái cắt có ngon, tạm có ngon. Cá ngon đi. Kiếm cái gì đó. Cái gì đâu mà mất tiêu hết trơn rồi. Lấy mấy con cá bà nha. Rồi. Bữa này bán cá nâu nữa. Vịt lâu lớn hôm nay giá nhiêu vậy bộ? Hôm nay trời tính giá nhiêu ạ? Vịt lâu lớn hôm nay tính giá nhiêu ạ? 270. 270 ngàn. Này đó không? 270 không? Lấy đi phân từ từ hả bom ha. Này chắc làm á chứ không bom đâu. Còn bom làm cho ổng không giận làm rồi cái qua cái không lấy chết luôn. Chạch nay 270, chạch cỡ 4 lạng nửa ký cô chú anh chị ơi. Trời nay có tôm sắt ngon không vậy? Tôm sắt này không gầy cũng lên lai gai hả? Chục ngày chục mười mấy ký hả? Tôm này nó vậy đó cô chú anh chị. Vậy là đẹp rồi đó, tôm sắt mà. Chứ không là cũng lên gãy đầu á cho ngổ mình không à. Vậy là muối kỹ, vậy là đẹp mà, tinh sắc. Về bỏ vỏ. Ê, trên này có cái gì? Thôi, anh Long. Cái lồng có nguyên không? Cháy nước vô được. Ôi ơi, con cá mặt quỷ. Rồi. Ghê không? Con cá 2,5 kg luôn. Cá này cá sống mất tiền lắm, trong nhà hàng quán quẩy 800 ngàn, cái triệu bạc ký nè. Luôn. Về làm con cá này cực lắm, lột da cực lắm. Lột da luôn à, hả? Ừ. Cá này ngon lắm à. 150 ngàn à. Vô giùm mình chị nè. Cá nặng như đá trời. Cá này mặn cực lắm. Lọc da bỏ hết, bỏ da hết, chỉ lấy cái phần thịt thôi. Này cái gai nữa đâm, cái gai đâm nhất lắm, cá này nhất. Lưng nè, cắt cái gai kỹ á. Cắt cái gai nó ra. Ừ.
đây lên cá chết không à, cá sống nó bỏ nhà hàng đó nè. Đất này nhiều chứ bạn, đất lớn chứ bạn, đất lớn này nhiều chứ bạn. Đây là đất lớn này như vậy. Cây chim chín rồi, cũng giá 190, 190. Đất nhỏ là lộn kim 180. Đấy còn sớm giờ là chưa mua được. Nguyên gì mà lột bỏ đi coi. Lột bỏ. Lột bỏ hả? Ừ. Đi để về ăn luôn. Ôi trông tao hay rồi. Dạ nó đâu. Vậy chứ mày ba cái độc không á. Tao quá. Tại thấy lạ mà mua. Nó có ớt đâu sao? Ớt. Bán ớt à, của anh ấy đâu rồi? À. Bữa nay nghỉ à, anh bán hả? À? Bán em 4 ký ớt à. Ớt ruộng. Ớt vậy. Ớt lớn có không? Có. Bán em 4 ký. Có. Rồi giá nhiều rồi. Đây là ớt lớn giá nhiều anh? Giá nhiều vậy anh? Hả? 140. Rồi 140 rồi. Này nhiêu? Này nhiêu? 130 rồi. Ở xe nhỏ hả? Ừ. Lấy đại đi. Chứ giờ không có sao giờ? Lương này lương không có xài. Lương hôm gà anh có đâu? Không. Nó hết Tết mới qua. Lương cam rồi hết Tết mới qua lại. Hết từ bữa không? Hôm nay chưa. Campuchia không dài ăn Tết nó bệnh chưa có lương. Cái ngát chưa có con nào luôn. Này có cái người đẹp quá. Không có má béo luôn hả? À? Kỳ vậy? Người ngoài đang bảo mà làm gì có. Có cá ngừ ngon quá ngon. Hôm nay không có má béo, tần đổi má xanh cho tôi xuống vậy mình ăn nha. Chứ giờ ngoài kia bảo đâu có ghe biển đâu đi được đâu. Ngoài miền Trung ngoài. Buồn hả? Lấy bịch nào trong trong nha. Đừng lấy bịch đục. Rồi lấy bịch ra nước trong nha. Nhiều chị lon, nay nhiều chị lon. 30 ngàn. 30 ngàn. Nè lấy mấy bịch trong đẹp nè. Lấy cho 10 ký đi, 20 bọc. Nếm đi, tụi nó lạnh quá rồi. Mắc mưa nãy giờ đấy. Mình lấy mấy bịch đục này ơi. Sứa nè. Sứa 20 ngàn bịch hả chị Lon? Vậy làm gỏi hả? Cái này là bao nhiêu? Cá viên 25 ngàn nữa ký. Hến Hà Nội. Hến Campuchia. Phải không? Hến này hến Hà Nội người ta được không? Hến béo. Hến này ngon lắm nè. Nhiều 100 ngàn cái hả? Rồi hốt nó đi. Hốt đó 10 ký đi, gửi về Tiền Giang. Hôm nay chắc là tăng đổi cá má xanh cho cô Tuấn chị mình ăn đỡ đi chứ giờ bão này không biết qua chắc cũng cỡ 3-4 ngày nữa mới có cá lợi quá. Hai cái mó nhỏ đi. Hai ký hả? Ừ, mó nhỏ này nhiêu ạ? Con nào bự bự hơn, nó nhỏ nhỏ chứ không phải hốt con bự chứ. Con bự mà. Con bự mà. Con thứ một hả? Dạ. Con đó nó bự hơn đó.
Mới nay nhiêu người đẹp? 65.000 hả? Cá ngừ này ngon quá, có cái ngừ 2kg luôn nè. Ngừ này 70.000 á. Trời ơi, mấy cái gai nó đâm dữ lắm á, giỡn hốc đây không là dính chưởng với nó liền á. Hai cái gì cân cái đổng rồi. Đổng hường á, hường đổng. Đổng ngon đâu. Cái đồng 90 này đổng 370. Đổng nào? Đổng rồi đó. Đổng này nhiêu ạ? Đổng tươi đi lấy đổng kia. Đổng đâu? Đổng đổng ngoài đó nhiêu? Ở 70. Đây là đó, ông quyết đi. 75 nè. 75 nè. Nè ăn câu nè. Đậm quá ngon anh. Lấy đậm này đi. Lấy đậm. 90 đấy. Lấy nhiêu ạ? 90 rồi. Lấy đậm ngon đi. Đậm kia nó mềm con quá. Có bắt thằng Mỹ đi. Hai ký thôi dư rồi đó. Hai ký rồi. Cái gọc. Cái gọc là phi lê gai. Chuốt. Lập. Bấm bấm cho bốn cái ốc len mà bấm sát sát xíu cho dễ hút. Ốc len này bấm 1.3 của chú anh chị. Bấm cho nó dễ hút xíu nha. Sâu sâu đi. Mấy ký? 4 ký. Cái này là ốc len 1.3. 1.3 là ốc cỡ này nè. Bấm sâu sâu luôn. Trời hút cỡ. Cầu mai xanh này kiếm chứ không có quá. Này nhiêu à anh Bảy ơi. Hả? 60.000 hả? Hụ mua hụ anh Bảy đi, mua chỗ khác hoài, bỏ anh Bảy hoài. Lồng mà, lông mập ghê luôn. 230. Ủa nó mạnh mà. Kẹp. Mập quá trời mập luôn cô chú anh chị. 230.000 lông rồi. Mập tới da luôn. Lúc luôn tới da luôn. Này là nướng không teo luôn không? 230.000. Này vô quán bán dễ nhiêu trời. Cái này 250 hả? Rồi trời. Không có con sò mai xanh nữa làm sao đây ta trời. Trời bảo nè, sò mai xanh là nó ở vùng ngoài nhiều mà giờ mấy ăn mây vàng hổm 30 triệu thì mới xanh này cho nghỉ ăn mua 2 món á. Bữa nay không có lên sò mai xanh luôn hả anh? Mai xanh không có luôn à? Biển qua đây lên mai có lỗ luôn rồi. Nghe thấy luôn à? Có lỗ luôn hả? Ghê vậy? Có lỗ mấy triệu luôn mà. Mua con bán mua bao mua con bán ký à? Mua con bán ký rồi ra nước mắc nước. Thế nào? Không. Kiếm sò mai xanh nữa. Kiếm mai xanh.
em có mấy ký bán rồi. Đấy, sầu mai nay kiếm chua nó bán chắc giá trên trời á. 150 hả? Hay là đó có sầu mai cũng có xanh vàng, có xanh vàng đây lại coi ha. Chỗ này cũng hay có sầu mai xanh. Đồ luôn. Nay em có mai xanh luôn. Bó tay luôn. Mai này xong rồi sao ta? Chị này không chỉ ăn mai vàng chứ mới chê, không lẽ chị bữa nay nghỉ mua, mua cũng trăm mấy. Mai chị đổi món khác. Kiếm cũng cầu nữa không có hả? Cái này này nhiêu? Cái này 36. Là nhiêu con nè? 80 rồi. Bớt lên lấy 3 ký, lấy kiếm cái bự hơn của bên kia. Thấy cái 34 rồi rồi. Này hôm nay đẹp đâu. Chúc 1211 đi. Đỡ đỡ rồi thôi. Bông trinh chưa vô à? Bông trinh chưa vô à? Chừng nào mới vô, hậu canh qua mua rồi. Mười lăm phút nữa đợi đồ cái ông đồn kéo vô nữa, đấy coi tiếng tiếng ngoài nữa, tiếng nữa. Biết sao không, xe lên chở quá chở. Xe nhớ cạp xe lên chở. Sầu mai xanh này giáp chợ kiếm có luôn rồi. Bảo mà anh có đồ không? Bảo. Rồi cho bạn nghỉ ăn rồi. Bảo sầu mai này ở miền Trung vô nữa mới ghê. Rồi đó sao vô? Sao có đồ? 5 kg lận ngao bự cho bá. Nay giá nhiêu chứ mời? Không có ngao bự nữa hả? 5,5 kg. Giao gọi nó ra. Nó giòn giòn vậy. Này bớt không đâu, có bự không đâu. Mặn đậu kìa hả? Đó đó. Ngao biển rồi nay không có bự. Có nhiều hôm nay nó nhiều trời. Bớt không chú mượn lấy 5 ký à? Bớt không lấy 5 ký à? Bảo mà. Lấy lại đi. Hôm nay giá nhiêu bà chủ? Không quay không biết à, ai biết đó, biết bà chủ bán quán cái hè 100.000 xúc đại đi đó, chợ Bình Điền ai cũng biết tôi à. Đưa lên cho cộng đồng mạng đâu biết nữa. 100.000 tự xúc luôn vô ghé là miếng nha, 2 ký ăn bắt thêm nữa, 2 sò luôn á. Sáu con đủ. Heo nè, he nè nó béo. Cái nục xô bữa nay không có đâu cô chú anh chị ơi, hôm nay bảo rồi. Bảo rồi nên mấy cái cánh đồ bên ngoài nên nó không có vô nữa. Đợi một hai bữa đồ nó mới vô. Đang bảo rồi ghe đi được không có đồ vô. Còn cái nục Tiền Giang tại xứ qua bên kia mua. Sao ngồi buồn vậy anh? Bán cho 2 cái tép qua. Đây giá nhiêu rồi?
Lóc lóc nuôi bè mà nuôi mùng mà lóc vớt lòng gồng nuôi á, vớt gồng nuôi qua nó có bán nè, tỷ nè còn khủng mà nó bắt tội lắm, tỷ nè bữa đây hết bán rồi. Giờ nó nuôi bè nó mùng nhiều lắm, cái này muốn mở cá nuôi mùng hôm qua đó, hôm qua bán cá nuôi mùng á. Cá này mở luôn nè. Ba không có bán cá nuôi mùng rồi, bà mau hết rồi hả? Nó kiếm cá nuôi mùng rồi. Đâu có kiếm cá ruộng kia kìa. Đây hai cái nè, tính tiền anh ơi. Đây. Tép giỏ 120.000. Cá lóc này cá lóc nuôi mùng á, dành biết rồi bụng mở luôn mà. Lóc bầm gặt nó không có mở. Trăm ngàn hả, cái quần đế gà nó hết mùa nên ít có nè, trên 6 trước bán hoài luôn. Cái quần đế, cái này ở Tri An cũng có cô chú anh chị. Sông Tri An cũng có. Bự đó tầm nửa ký đâu lại nha, chứ không có bự như lúc trước mà con ký phía ngoài. Tại vô mùa nó nhiều, cá nó đi theo mùa, nó di cư theo mùa. Đẻ hay sao không biết, mấy mùa kia là bắt không có nó. Không qua đây mua nục lưu kia đi cô chú anh chị, tại giờ không có nục xô rồi, nục xô rồi có lớn có nhỏ, còn nó xanh hơn như vậy nó rẻ hơn. YouTube mà xuân gì à? tiền Giang này giá nhiêu người ta đâu à, giá nhiêu à hả, lưu bữa nay của Tiền Giang cũng ngon lắm, còn nó nhỏ con hơn. Tiền Giang có lưu không, nó không có xanh bằng thôi, lấy 55 lỡ rồi lấy 55 cho nó bự luôn đi, lỡ ăn cho nó bự luôn đi, kiếm cái nục xô bữa bên bé Tám bán quay nha. Nó xanh lè xanh lét á, bữa nay ghe có rất, ủa bữa nay miền ngoài là không vô được luôn, đúng mà không vô luôn, không cánh nào vô được. Cuốn đi cái bữa hồi sáng coi TikTok kìa, ông đó nguyên cái tiệm vàng luôn, cuốn bay đi hết luôn, hai chủ vàng luôn, ông bà ngoại á, ông khóc quá trời khóc luôn, bay hết vàng luôn, hai cái tủ vàng, ông khóc quá trời luôn. Dạ, gió lóc cuốn là biết đường đâu kiếm, lột có mấy nhà bay luôn, hai cái tủ vàng ông vịnh đứt tay ông luôn, khiến cắt. Bữa nay ăn đi, hai ngày nữa là hết cá rồi. 3-4 ngày nữa hết bảo có mới có lại. Hai ngày nữa là chợ khô đồ. Khô đồ bán đồ đông lạnh. Cái gì? Lấy mấy kia. Thôi tụi người, con nghiệp ông nói ra tự nhiên giàu vậy, giờ dặn bay đứa hết trơn cái sao vậy? Hả? Nó gió nó cuốn đi rồi biết nó bay ở đâu, rớt vô lùm như bụi, rớt xuống sông xuống hồ biết đường đâu kiếm. Ở đâu ở nhà? ngoài á, sáng mới coi TikTok á, lấy mới này đi để coi, bao nhiêu con này, ba mấy con hả, hai chục bự nhất rồi đó, trời ơi gà cái thẻ lớn khó quá nè, 200.000 30 con mỗi gà 200.000, có 20 con mà giá vốn 270, vốn 270 nghỉ ngồi luôn, muốn bằng con số luôn hả, mắt muốn bằng gần số luôn à. Vốn 270 giờ bán nhiêu rồi? Bán 20 con mà mua về giao. Mua đủ lượng hay đặt như con mà kiếm mã cũng như con về giao cũng luôn. Không dám mua dư. Mua dư về sao bán ra nổi. Cụ thể lắm. Này gà đâu quên đâu có vậy? Thốt con mạnh mạnh đi. 5 kg. 5 kg. Này về đâm chứ nhỏ xíu rồi cô chú anh chị ơi, nó đầu nước hay sao mà con nhỏ không con bự lớn nhỏ sâu xô nè, mấy con nhỏ về đâm nấu canh, mấy con lớn thì lựa ra về
gam me rồi sầu me, gam me gan muối gì nữa. 130 hả? Không bớt, ít hàng hiếm. Bún bự bán hết rồi hả? Rồi bán hết rồi. Dặn rồi đó, dặn 3 kg rồi bán hết trơn ông thần ơi. Dặn nào? Mẹ nói hả? Vô trả, vô trả ấy đi. Trả không nói biết đâu. Dặn trả ốc hơn đi. Rồi bên kia dạ. Có mua ảnh. Bữa được chưa? Lấy được chưa? Hay lấy thêm. Được rồi. Bữa đi tiếp mà. Cái này rồi. Ba. Cô ơi, bà chủ ơi. Trời mưa là ăn lưng khô là đúng bài luôn. Khô. 135.000 của chú anh chị ơi. Dựa cá lóc. Cho cái bọc à. Này bên chợ khô bán cao hơn mấy chục ngàn á. Bệnh nó bán 160. Hả? Để tận tắt lửa cho nó ngon. Chín cái mực 95. 9 kg. 10 kg luôn đây. Đây có nhiêu đủ tiền rồi. 9 kg à? Đủ tiền 10 kg luôn nha. Không, 19 kg rồi, 10 kg là lỗ quá. Rồi gửi nhiều đó là nhiêu à. Đâu có cá lóc phi lê. Bán còn cá lóc bông phi lê luôn. Một con. Hai cái mấy 3 kg cũng được. Không có để dặn, không có dặn số ký thì là bắt đại con bự đi cho có thịt. Rồi lá bữa nay là lá xịn hết rồi, 7 tính tiền đây. Lá xịn sò nè. Đó, nó 270.000 không, 7 không có lên giá của chú anh chị. Đó con nào mấy đã không? Bảo nhưng mà 7 không có lên giá nha. Bằng lá viết. Xịn không rồi. À. 270.000, nói chung là mực này giá này cũng mềm rồi. Bảo không có đồ mà bảy đồ nhiều bảy bán rẻ nhưng là mực không có mắc, có mắc là 29.300 mới mắc, còn gà 27 không mắc. Có nàng không, gà ngày nào cũng có, không ai ăn cho người ta để quay quảng cáo rồi, ngày nào cũng có hết. Nhiều lần nàng mấy nàng giá nhiều lần 160 à cô chú anh chị, về nướng cũng được, ngon mày ăn giòn. À. Nên ăn này con ký cái mấy con, cái đàn nhỏ hai con ký cũng có nữa. Chợ vắng quá. Đội giúp đỏ đó là nè. Lá hai con. Lá bốn con. Lá 6-7 con, 7-8 con. Má Hồng ơi, cá đối nuôi bên này không có con nào của chú anh chị ăn cá đối vuông đi, cá đối thiên nhiên đi. Này không có cá đối nuôi à. Cá đối nó cũng hình xùi lắm, cá đó lâu lâu 2-3 bữa nó vô. Đối lớn nè. Má Hồng ơi, Má Hồng. Đối lớn thì bán 2 ký 2 bọc thôi. Này mua rồi chưa? Chưa. Chưa, bán cho 2 bọc 2 kg đi. Bọc 2 kg thôi, 2 bọc phải không? Ừ. Bự nhà ăn mới có thịt mới ngon chứ, trời trứng nè. 150 mua 150. Cái ba kìa. Còn lấy cái đó lớn thì. Cá lớn nó ngon, 130 hả? 130 cũng được. Ừ. Cá lớn chắc chừa mối hay gì đó. Tại mua thấy mua cá đối kìa, có cá đối nuôi không có, lấy đại cái đối này.
để không. Tôm ngọc em có chưa? Tôm ngọc em có chưa? Tôm ngọc có chưa? Có nói cưng nãy giờ cái gì? Cái gì? Lột cái được không? Lột hả? Ừ. Lột rồi. Đấy, để lột sống tầm 4 đi. Không, chứ cái cô chị này không có ăn tinh sống. Ăn tôm ngọc. Chết miếng nệm chết 100.000 đồng. Bự quá, không lộn quá. Cái gì? Tôm. Sao? Kiếm trứng cá tôm. Tôm. Thôi cứ kiếm bán 2 ký tôm lóng đi để kiếm tôm ngọc thì bán. Ừ. Tôm lóng nhiều ở nay nhiều hả? Lóng bự đi. Lóng bự anh Cường ơi. Lột rồi ăn gì? Để kiếm tôm kia. Nay nhiêu hả? Anh Cường. Nhiêu hả? 105 hả? Này rẻ dữ vậy. Mẹ báo giá đó tại em lại đây lấy rồi. Ok. 2 ký à. Bạn bán chắc dữ rồi bạn. Cái bán mình lựa bạn. Tới giờ luôn. Có. Mai không có cá đâu nha. Mai ngoài có vô nữa đâu có cá đâu nha. Bữa nay là hết cá rồi. Cá hường đỏ, cá hồng chu. Nay có cá hường nanh nữa. Bữa nay không có ai dặn hường nanh, bữa dặn không có một con. Cá hoàng này 120-115. 3 ký 4. Tính tiền anh đi Hậu ơi. Cá hố này ngon. Cá hố. Con này chắc 700-800 gram cô chú anh chị. Cá này về chiên không bị ngon luôn á. Con cá này mặn là phải xé cái lượng lưng nó xé ở dưới đuôi à. Xé dựng ngược lên nha. Nó mới chóc cái lưng ở cái xương lưng nó ra. Tâm sự với mấy con cá. Bây giờ chờ đến tiền. Hôm nay anh này anh dặn cá rúng mà cá rúng 7-8 ký mà con này tầm 4 ký không mà không có dám mua luôn, nhỏ quá không biết có chê không nữa. Mới mua 2 con thì ví dụ dặn vậy mua 2 con thì được. Cá rúng á nó ngộ của chú anh chị, nó ở nước dùng nước á sâu á, mấy lúc nào mà biển động rồi nó mới lên. Cái rúng với cái gọc á, cái thiều á, lúc nào mà biển hơi động rồi là sóng gió nhiều nó mới có ảnh, nó bắt được ảnh. Này cũng lưới. Rồi hôm nay ta quay đến đây kết thúc clip của chú anh chị ơi. Hôm nay cái này đồ cũng ít đó, rồi cô chú anh chị đặt cũng ít, tại lúc nào mà đồ nhiều rẻ rẻ cô chú anh chị mới ăn nhiều. Thì chắc có lẽ là qua bão vài bữa mới có đồ lại nhiều, cánh đồ của miền Trung rồi vô nhiều thì nó có nhiều lại. Mỗi ngày sò ốc bây giờ nó cũng ít nữa, ghe xe nó không có đi được nên ít đồ. Ngày hôm nay tao quay đây kết thúc clip của chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Để xem clip của tao nha.